Xin chào quý cô bác anh chị. Chào mừng các bác đến với kênh Hoa của Núi. Hiện tại em đang có mặt tại đường vào nhà anh có 4 con. Đây. Đường rất là mới các bác ạ. Mời các bác lên cùng em để đi thăm xem nhà anh Hiệp. Hiện tại kênh Tam Giác Mạch đang làm cho anh Pó 4 con tiến hành đến đâu rồi, làm như nào, xem có đẹp hay không. Mời các bác cùng với em lên xem. Đây là đường mà nhà anh Pó 4 con các bác. Ở chỗ này như là vừa rồi sạt nhưng mà chắc là gạt được rồi. À, anh Pó anh trồng cỏ ở đây rồi. Thì đang trồng này nó đỡ sạt, nhà cũng gần xong rồi các bác ạ. Giờ này thì là giờ trưa, chắc các anh thợ anh có thì chắc cũng nghỉ trưa rồi. Ô, nghỉ trưa hết rồi các bác ạ. To rộng gần xong rồi, vào trong xem là phòng khách các bác ạ. Tầm một tuần nữa là xong, bây giờ đang hồi nóc rồi các bác. Bên này là phòng ngủ rộng lắm các bác, hai phòng ngủ. Bên này có hai phòng ngủ, một phòng khách. Bên này, này phòng bếp, nhà vệ sinh khép kín. Wow, cảnh đẹp lắm các bác ạ. À, bên này là vườn rau nhà anh Pó tự trồng này, đẹp tốt thế. À, bên này đã bắt đầu hồi thu nóc rồi các bạn. Chắc phải tầm thời gian ngắn nữa là xong thôi. Sang bên kia rất là đẹp các bác ạ. Cảnh đẹp, nhà cũng đẹp. Đẹp mê hồn người. Giờ trưa thì cũng không gặp được ông Pó. Chắc là để dịp sau thôi. Tập này thì gặp được anh Pó rồi. Vườn rau. Quay cho các bác xem cảnh view trên nhà anh Pó 4 con rất là đẹp các bác ạ. Ở vùng cao thì đồi núi thì điệp điệp trùng trùng rất là đẹp. Trên này chỉ có đá, núi và đá thôi các bác. Cái chuối này.